Xin chào các cô chú anh chị em nhá. Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Đặng Đình Tú Vlog của em nhá. Hôm nay thì buổi trưa em lên thăm vườn. Đấy, buổi sáng thì có công việc một xíu. Buổi trưa mới lên thăm được cái vườn. Cũng có những cái chia sẻ cho các cô chú anh chị em. Vẫn là trở lại với các cô chú anh chị em với một cái đề tài về cái cây sầu riêng. Em thành ra từ cái ngày ở nhà làm vườn thì rất nhiều các cô chú anh chị em là yêu cầu nói chung là nói chuyện về cây sầu riêng. Em thì nói chung là mới tập tuệ thôi, gọi là anh nông dân, gọi là mới va vấp thôi, va vấp được nửa năm nay thôi, đi tìm hiểu với cả rồi là trồng trước thì nó cũng được tầm 3 năm rồi đấy, nhưng mà mới đi sâu vào thì khoảng tầm được hơn nửa năm thôi. Em vừa vặt rau cho cá, rau sắn cho cá ăn. Đấy, ao này vẫn có cá nhé, cá rất là nhiều, cá to. Đấy, thả ít thôi nhưng mà rất là chất lượng. Đấy, toàn chấm mới chép với ít thắc lác, rồi là mấy bọn tai tượng, rồi mấy con rô phi mua của mấy anh em câu. Đấy, tầm ký rưỡi, 2 ký hơn bọn rô phi đấy. Bọn này lên mà phi lê làm sashimi, rồi là làm gỏi cá rô phi, thịt cá rô phi ăn rất ngon. Hôm nay thì trời nó cũng chuyển biến là nó nắng được khoảng tầm 2-3 hôm nay rồi, nhưng mà chiều nay thì có thể là nó mưa đấy. Rồi, lan van với các cụ chú anh chị em xíu thôi. Đấy, cái vườn của em thì nói thật với các cụ chú anh chị em là từ cái ngày về đến giờ là mọi người nhìn này, nhìn là nó khác ngay rồi đấy. Rất là khác, ngọn nghiếc rồi, là cây cối rồi, bóng bẩy hết này. Mọi người nhìn cây nhãn thái của em đã chưa? Năm sau cho quả đấy. Bọn này thì riêng với bọn vú sữa này thì cho ăn quả hết rồi. Đó, mấy cây sầu riêng này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Và hôm nay em sẽ tư vấn cho các cô chú anh chị em một cái điều mà có lẽ rằng là rất là ít người làm vườn người ta có thể là tư vấn và người ta nói chuyện cho các cô chú anh chị em. Đấy, chiều nay là thời tiết nó chuẩn bị mưa này. Đó, hai vợ chồng chuẩn bị ăn nốt 4-3 phân này. Đó, làm nông dân thì quanh quẩn hết thôi các cô chú anh chị em ạ. Không phát cỏ xịt thuốc thì thế nọ thế kia thôi. Đó. Hôm nay còn chưa sửa được cái máy cưa này. Đấy, nói chung là khi mà làm vườn thì cũng có cái tí nghề nha các cô chú anh chị em. Cũng học hỏi phải có cái tí nghề. Chứ không thể nào mà đi sửa mãi mãi được. Những cái nhỏ nhặt rồi là những cái mà có thể là chúng ta độ chế hay là chúng ta có thể xử lý được. Nó không vào những cái phần khó, không phải thay thế những cái phụ tùng thiết bị. Và một số những cái phụ tùng thiết bị nếu chúng ta có thể mua được chúng ta thay thì chúng ta nên làm. Đấy. Rất nhiều đồ đạc luôn. Đấy, để bảo trì, bảo dưỡng. Đó, rất là nhiều. Không phải ít đâu các cô chú anh chị em ạ. Đấy, mọi người đừng có nghĩ là đơn giản, bỏ phố về quê rồi là đơn giản đâu. Thật sự là không đơn giản đâu nhá. Đây, ngồi quay lại, quay ở trong này cho các cô chú anh chị em. Và ngồi cũng nói chuyện với các cô chú anh chị em. Đấy. Thì phải nói với các cô chú anh chị em là thế này. Nhiều các cô chú anh chị em ấy thì cũng muốn hỏi em rằng là cái công, cái cán làm ở khu vực của em là như thế nào. Đấy, thì mọi người cũng làm ở xung quanh em, cũng như là Đồng Nai rồi các kiểu ấy. Tại vì đợt này thì nhà người trồng sầu riêng rồi. Thì kêu công rất là nhiều. Đấy, riêng cái anh sầu riêng này thì kêu công làm rất là nhiều nhá. Công bón phân, công xịt thuốc, công phát cỏ các kiểu. Đấy, và cũng nhiều các cô chú anh chị em bảo em là thế sao những cái vườn bên cạnh ấy, người ta xịt thuốc cỏ mà sao vườn của em thì không xịt, mà vườn của em xịt thuốc cỏ ít thế. Thì rất nhiều các cô chú anh chị em xem video để ý nhé. Để ý vườn người ta xịt thuốc, hai bên xịt thuốc mà em thì lại không xịt thuốc. Thì cái gì nó cũng có cái tác hại và cái lợi và cái hại của nó các cô chú anh chị em ạ. Phát cỏ ấy thì tất nhiên nó sẽ lợi rất nhiều so với xịt thuốc cỏ. Xịt thuốc cỏ thì nó gọi là cái hóa học và nó tồn dư ở trong đất rất là nhiều. Đấy, mà hiện nay thì những các loại thuốc cỏ ấy thì nó không giống như thuốc cỏ ngày xưa đâu. Em nói thẳng luôn là thuốc cỏ ngày xưa ấy chỉ xịt một mình một chai thôi thì nó sẽ chết. Nhưng mà thuốc cỏ bây giờ ít nhất các cô chú anh chị em cũng phải mua ít phân đạm, rồi là SA, rồi đại loại, một số những loại phân để kích thích, để công thuốc
cho cái thuốc đó nó mạnh lên thì nó mới có thể là chết được cỏ. Và nó để lại tàn dư rất là nhiều, xịt thuốc cỏ nhiều thì dẫn đến là chai đất, mất màu đất và những cái con vi sinh vật dưới đất như con giun, con dế rồi là một số những cái loại con khác thì nó sẽ bị mất đi và nó sẽ mất màu đất. Xịt nhiều nó sẽ bị chai sần và nó sẽ bị mất đi cái độ pH đất rất là nhiều. Đó, còn phát cỏ ấy. Phát cỏ thì thứ nhất là nó chống xói mòn. Thứ hai là nó sẽ làm cho cái hệ vi sinh vật ở đất nó sẽ tăng cao. Đấy, và thứ ba là cái cỏ ấy, cái cỏ mà khi phát nhá, lưu ý nhá các cô chú anh chị em. Nhiều người hôm nay em nhớ ra là nhiều anh chị hỏi em là thế sao Tú không để khoảng tầm 20 phân Tú đi phát đi cho nó nhẹ nhàng. Đấy, bọn anh để như thế bọn anh đi phát cước nó rất là nhanh mà sao Tú phải phát dao làm gì cho nó nguy hiểm. Thì không phải như thế đâu các cô chú anh chị em ạ. Cái cây cỏ ấy mà muốn phát nó ấy, nếu mà mọi người mà phát cỏ gốc ấy thì em không nói, nhưng mà để mà phát ngoài cỏ gốc thì các cô chú anh chị em phải để cho cái cây cỏ ở bên ngoài nó thật là già và nó thật là có hoa và nó phải nở hoa thì lúc đấy phát. Lúc đấy phát thì cái cây cỏ của các cô chú anh chị em nó đã đầy đủ chất dinh dưỡng và nó to rồi thì nó sẽ trả lại dinh dưỡng cho đất rất là nhiều dinh dưỡng nha các cô chú anh chị em. Chứ phát từ cái lúc mà nó non lún phún là nó không có tác dụng gì đâu. Đấy này, ví dụ như nó non như thế này hoặc là cao hơn như thế này. Đây, hoặc là như bên này. Đấy. Thì nó không có cái tác dụng gì đâu các cô chú anh chị em ạ. Cái này thì nó gọi là chỉ gọi là cái thuộc cái dạng gọi là phân non non tí tí thôi. Đấy. Còn mà phát ở cái cỏ gốc kìa. Đấy, phát ở cái cỏ gốc cái bóng tán kìa thì mọi người phát cho nó sạch để cho nó đỡ cạnh tranh dinh dưỡng đối với cái cây thì được. Đấy, còn không thì mọi người cứ phải để là cái cỏ của nó thật là già và nó thật là dài. Thì lúc đấy nó lên khoảng tầm 40-50 phân, 60 phân. Đấy, thì là nó sẽ rất nhiều chất dinh dưỡng, rất nhiều lân ở trong cái đấy. Và rất nhiều những, nói chung là rất nhiều dinh dưỡng ở trong cái cây đấy rồi. Thì khi nó chết ấy, thì nó sẽ cũng trả lại đất rất nhiều các chất dinh dưỡng. Đấy. Đó là cái công dụng, cái tác dụng của phát cỏ. Còn phát cỏ ấy, thì nó chỉ rẻ hơn xịt phân thuốc hóa học, xịt thuốc hóa học, xịt thuốc cỏ hóa học. Chỉ ví dụ xịt thuốc cỏ hóa học là 10 thì xịt thuốc cỏ thì nó khoảng tầm 6-7 thôi, thì nó cũng gọi là tiết kiệm được tí thôi, chứ nó cũng không có tiết kiệm được nhiều. Nhưng mà nói thẳng ra là xịt thuốc cỏ thì chúng ta nhanh công hơn. Đấy, chúng ta nhanh hơn. Còn mà phát cỏ thì chúng ta lâu hơn, nhưng mà nói chung là lâu nhưng mà cái giá trị bền vững thì nó cao hơn. Đấy, cho nên các cô chú anh chị em nào có thời gian và các cô chú anh chị em nào mà có thời gian này và có nhân lực ấy, thì nên xịt thuốc phát cỏ nhé, đừng nên xịt thuốc cỏ nhiều. Ví dụ xịt thuốc cỏ những cái trường hợp ví dụ chúng ta phát ấy, mà trong vòng một năm mà chúng ta phát mà cái rễ cỏ nó rất là dày rồi, mà chúng ta muốn tiêu diệt đi, chúng ta muốn cho nó mọc cái hệ mới để cho cái đất nó đỡ bị gọi là thoái hóa và chẳng chịt, thì chúng ta xịt. Đấy, chúng ta xịt một lần nó vào trong cái thời gian mùa nắng và một lần vào trong cái thời gian gọi là đầu mùa mưa. Đấy, hoặc cuối mùa mưa thì một năm thì xịt tầm khoảng tầm 3 lần thôi. Còn đâu thì phát cỏ hoặc là một năm xịt 1-2 lần thôi, đừng đến 3 lần, 2 lần thôi là đủ. Rồi là chúng ta phát cỏ. Đấy, để cho đất nó tơi xốp, đất nó có nhiều dinh dưỡng, có nhiều chất mùn hơn. Đấy, đi vào vườn lúc nào mà cảm thấy độ ẩm ở trong vườn nó tốt này, cảm thấy đất nó có độ nún thì lúc đó là cái vườn của các cô chú anh chị em nó cũng ok rồi đấy. Đấy, và phát cỏ thì tiết kiệm rất là nhiều tiền phân thuốc nha các cô chú anh chị em, rất là nhiều tiền phân. Đó, tùy vào, nếu mà trong mùa nắng thì các cô chú anh chị em nên phát cỏ tấp gốc nhưng mà để hở cái gốc ở bên trong ra khoảng tầm 30-40 phân nhá, tấp hết cái bầu ở bên ngoài vào. Còn mà mùa mưa thì chúng ta sẽ phát gơi ra để cho gốc rễ nó thoáng, nó sẽ không bị nấm bệnh cổ rễ nhiều. Đó, thì đó là cái cách mà em cũng đang vận hành và em đang học và cũng đang làm, thì em thấy là cũng cực kỳ là ok. Đó, thì cái vườn ở bên này của em này, đấy, em cũng đã phát gọi là phát xung quanh hết. Còn cứ để phát xung quanh cái bồn đấy, hôm em quay cho các cô chú anh chị em này, em phát xung quanh cái bồn để em bón phân. Đấy, bón phân xịt phân. Còn đâu ở bên ngoài em nó vẫn còn bé mà. Đấy, đây mới có đầu mùa mưa thôi. Đấy. Thì là nó cho nó mọc, bao giờ nó cao lên khoảng tầm 40-50 phân
nó ra hoa thì lúc đó thì em mới phát nhá. Còn ở trên đồi vì sao em xịt? Trên đồi xịt là vì nó có cây cỏ bông lau. Đấy, cây cỏ bông lau, cây cỏ Mỹ ấy. Đấy là phải xịt. Không cái loại đấy nó mà hoa hiếc nó mà trưởng thành bắt đầu nó bung ra thì rất là khó trị và rất là khó chịu luôn. Đó, thì em mới xịt. Còn đâu là đợt trước đấy em quay cho các cô chú anh chị em này em toàn bộ em phát hết. Phát hết nhìn cây cối các kiểu là vườn của mình nhìn nó rất là ok. Đấy, nhìn rất là ok luôn. Thế còn cái điều mà các cô chú anh chị em cũng thắc mắc rằng là thế này này. Thì mọi người hỏi cũng hỏi em là Tú ở cái vùng sầu riêng ấy. Thì cái điều thứ nhất là Tú có thấy là nó hoang mang hay không? Và cái điều thứ hai là theo Tú thì cái thị trường của cái cây sầu riêng này nó có thể tồn tại được lâu hay còn bao lâu nữa? Cái này thì em cũng chẳng dám dự đoán đâu và cũng chẳng dám gọi là nói trước cái điều gì đối với các cô chú anh chị em, nhưng có một cái lời chia sẻ với mọi người là thế này. Thứ nhất là em ở cái vùng sầu riêng ấy, em có hoang mang hay không? Thì thực sự ấy, em không hoang mang nha các cô chú anh chị em. Em có đất và em có một chút nhỏ gọi là làm kinh tế. Thì nói chung là chúng ta có đất ấy, người nông dân có đất ấy, thì chẳng nhẽ lại bỏ. Thì đây là một cái vùng mà vùng sầu riêng. Thì chẳng nhẽ em đi trồng cái thứ khác, em cũng đã trồng cái thứ khác rồi. Đấy, những cái năm em quay cho mọi người ở bên kia kìa. Là thằng bạn em ở dưới Đồng Nai, nó đầu tư cho em cây na thái, la hoàng hậu và cây mãng cầu gai. Đấy, cái quả mãng cầu ấy, nó đầu tư cho em. Mà thật sự là hai cây đó nó không trụ nổi đối với sầu riêng. Tại vì khi những cái con côn trùng ở trong cây sầu riêng nó cực kỳ nhiều. Nhiều hơn những cây khác, có thể là gấp đôi, gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần về côn trùng. Đấy, mà mỗi lần người ta xịt mà mình xịt cái hệ ở na với cả hệ ở mãng cầu gai ấy, thì nó lại không thể nào mà đáp ứng được cái nhu cầu và cái yêu cầu. Cho nên là nó bị cắn phá rất là nhiều. Cái chất lượng cây của nó rất là kém. Cho nên bắt buộc em phải phá đi để em trồng đại trà sầu riêng cùng với người ta. Đấy, thì sau khi trồng đại trà sầu riêng cùng với người ta ấy, thì chúng ta cũng phải căn chỉnh, chúng ta xịt thì nó mới đỡ được. Nhưng mà trồng cùng cây sầu riêng ấy, thì nó đỡ hơn nhiều các cô chú anh chị em ạ. Đấy, thì người nông dân mà có đất chẳng nhẽ lại không làm, có đất chẳng nhẽ lại bỏ hoang, bỏ phí. Thì thôi, thì ở đâu thì âu đấy, người ta trồng cái gì thì mình trồng đại trà thì nó sẽ dễ chăm sóc hơn, dễ thu hoạch hơn và cũng dễ đối phó đối với những cái con côn trùng hay là sâu bệnh hại hơn. Đấy, có thể là nếu mà ở vùng này trồng sầu riêng ở tít trên đồi kia người ta không trồng sầu riêng mà người ta trồng cái cây khác ấy, thì em cũng chấp nhận là em sang bên đấy em mua mảnh đất em trồng cây khác, ví dụ trồng cây cà phê, nó vẫn có lợi nhuận bình thường. Đấy, quan trọng là cái cách khoa học kỹ thuật của chúng ta chăm sóc như thế nào thôi. Đấy, còn về cái vấn đề thứ hai là về cái vấn đề mà cái mọi người hỏi là cái suy nghĩ là nó có trụ được không, thì em tư vấn cho các cô chú anh chị em này. Em thì chưa phải gọi là người nhiều tuổi, nhưng mà cái cuộc sống trải nghiệm của em đi theo ông bà cha mẹ ấy, từ cái lúc nó còn nhỏ ở trong này. Đấy, cũng là những người đi làm kinh tế mới từ ở ngoài miền Bắc. Đấy, quê gốc của em là Hà Tây. Đấy, mọi người cũng ở ngoài đấy hay gọi là Hà Nội 2 đấy, Hà Nội của Đông Dương to đấy. Thì quê của bọn em ở Hà Tây, Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội. Đấy, thì trong này thì không biết bao nhiêu những cái cây gọi là thời kỳ đỉnh cao. Và em cũng nói luôn với các cô chú anh chị em là một vài năm nay cây sầu riêng mới bước lên cái thời kỳ đỉnh cao về giá. Đấy, năm nay về giá nhá, còn mất mùa là rất nhiều nhá. Không đạt sản lượng là rất là nhiều. Đấy, các cụ hay có câu mà được mùa thì mất giá, được giá thì lại mất mùa. Đây là câu nói chính xác. Đấy, còn về cái việc mà dự đoán xem là nó được bao lâu thì em nói với các cụ chú anh chị em mọi người đừng có dự đoán. Em vẫn luôn luôn có một cái câu nói rằng là những cái người mà chịu đựng cuối cùng là những cái người đấy chiến thắng. Khi mà các cô chú anh chị em đang suy nghĩ cái cây này rẻ, mọi người chặt đi để mọi người trồng sang cái cây khác, thì người ta, thì sau này người ta sẽ được hưởng lợi từ cái công cuộc phá của các cô chú anh chị em. Đấy, em ở đây thì cũng chứng kiến rất nhiều những cái cuộc vật đổi sau rời với những cái cây trồng rồi. Ngày xưa nhé, qua cái quả đồi kia của em, cái quả đồi, những cái quả đồi bên kia kìa, nó là một cái thung lũng chảng. Đấy, thung lũng chảng rất là bằng phẳng, gần suối. Ở đấy trồng rất nhiều mía. Ngày xưa nhà máy đường La Ngà ở dưới Đồng Nai. Đấy, người ta lên, người ta thành lập vùng.
Đấy, lúc đó mía, thời gian mía đỉnh cao luôn. Ai ai trồng mía, cái chỗ này nhà em trồng mía này. Và cái chỗ này nhà em trồng mía này. Ngày xưa toàn là đất trồng mía không, phá điều đi để trồng trồng mía. Ngày xưa cái điều nó rẻ lắm, sau khi cây mía nó lên ngôi. Nó lên ngôi đâu được khoảng tầm 2 3 năm thì thế giới bị khủng hoảng về mía đường. Và nhà máy đường La Ngà người ta bỏ bẵng, bỏ hết người nông dân luôn, không thu mua nữa. Và người nông dân là chơ vơ luôn, không biết bán mía cho ai luôn. Nhiều những cái đống mía nhà máy nó hứa hẹn mà đến tận vài tháng sau nó đến bốc cây héo queo luôn, không được bao nhiêu. Cây mía sau khi chặt nó rất là ngót nhá, ngày đấy nhà em phải gọi là ứa nước mắt luôn đấy, nhiều người còn khóc luôn mà, cả bao nhiêu hecta luôn, cả hàng trăm hecta mía đấy. Mọi người nào ở cái khu vực như là Đạ Hoai, Đạ Tẻ, Cát Tiên đã từng thành lập vùng trồng mía và được nhà máy đường La Ngà người ta hỗ trợ và người ta bao bọc, và đến lúc người ta bỏ thì mọi người hiểu được cái cảnh này. Đấy, ngày đấy mía, cái giá mía rất là tốt luôn, 5 đến 7 nghìn. Mà ngày đó 5 7 nghìn nó giá trị hơn bây giờ nhiều lần. Ngày đó em vẫn còn nhớ là em học học lớp 2. Chưa có máy cày, chưa có máy gì, phải dùng trâu để cày đất nhá, dùng trâu để cày đất để lấp hòn mía, cái hòn mía. Thì sau cái công cuộc mía đường nó xong rồi thì dân ta lại quay lại trồng điều. À, quay lại trồng điều một thời gian. Quay lại trồng điều một thời gian thì bắt đầu là nhà máy Vedan ở bên Bình Phước thành lập vùng trồng khoai mì sắn đấy, gọi là sắn đấy. Đấy, để gọi là làm bột ngọt và nhà máy Ajinomoto nữa. Đấy, ngày đó thì nó cũng 5-7 nghìn một ký. Đêm là cứ thắp đèn dầu, chưa có điện, thắp đèn dầu là băm băm sắn để phơi, phơi xong rồi đóng bao đấy, để đi cân. Đấy, mọi người cũng trồng xen canh, nhiều nhà trồng xen canh, nhiều nhà phá lại phá hết điều đi để trồng sắn. Đấy, trồng sắn được một thời gian khoảng 2 3 năm sau. Cây sắn đỉnh xong rồi bắt đầu nhà máy Vedan nó lại dính lùm xùm xả thải bừa bãi, bị tóm. Tóm xong rồi bắt đầu là cái khui ra là cái chất lượng bột ngọt của Vedan không đảm bảo. Bắt đầu lại khủng hoảng. Bao nhiêu sắn nhổ hết, lại bắt đầu trồng điều, trồng cà phê. Đấy, trồng điều, trồng cà phê được một thời gian với những cái năm điều với cà phê nó chưa gọi là đỉnh, nó gọi là ổn định thôi. Nó khoảng tầm 6 đến 8 nghìn một ký. Đấy. Cà phê thì 3 nghìn rưỡi, 5 nghìn một ký. Đấy, ký tươi nhé. Đấy, thời điểm đỉnh và thời điểm gọi là giá chót đấy. Đấy, xong rồi bắt đầu là thấy ồ ạt, bắt đầu đi trồng cao su. Đấy, trồng cao su bảo là trồng tầm héc, ngày là đến mùa cao su thu từ 8 đến 10 tháng. Đấy, ngày nào mà đi cạo nhiều nhất, nhà nào nhiều 2 3 triệu một ngày. À, rồi lại chặt điều, chặt bỏ cà phê đi trồng cao su. Đấy, xong rồi bắt đầu là đến tầm này cao su rẻ rề. Cao su rẻ từ năm kia rồi. Đến tầm này lại bắt đầu là phá cao su đi, phá điều đi, đi trồng sầu riêng. Đấy, thì thử hỏi mọi người, bao nhiêu những cái năm mà em kể như thế, từ cái khi em còn nhỏ cho đến lúc em lớn lên, vật đổi sao dời, bao nhiêu cây như thế, thì mọi người phải hiểu rằng là thế này. Cây nào nó cũng có cái lúc đỉnh của nó và nó cũng có cái lúc suy thoái của nó. Nó như là một cái vòng tròn ấy. Nó có sinh ra, nó có lớn lên và nó chết đi, xong nó lại tái tạo lại. Sinh ra, lớn lên rồi chết đi thì cũng giống như cái cây ấy. Và cái thị trường của giá thì thời điểm đầu nó bình thường, thời điểm sau nó ổn định, thời điểm sau nữa bắt đầu nó đỉnh, và sau cái thời điểm đỉnh nó bị thoái trào, lạm phát, nó lại suy thoái xong nó lại mức độ khởi điểm lại mức độ trung bình lại đến mức độ tăng vọt, rồi đến lại mức độ suy thoái. Đấy, thì thử hỏi mọi người còn hoang mang cái gì nữa? Cuộc sống nếu chúng ta nghĩ chậm lại thì còn hoang mang cái gì nữa? Thì cứ những anh nào mà anh trụ lại được thì mọi người cứ hỏi là bảo là cái cây sầu riêng này nó còn trụ được bao nhiêu năm. Sau này nhiều người cực đoan bảo là còn ăn cơm với sầu riêng rồi thế nọ thế kia. Chưa đến lượt mọi người phải ăn cơm với sầu riêng đâu. Thật sự lúc đó nó sẽ có cái cách giải quyết riêng của nó. Người Việt Nam ấy và cái thị trường Việt Nam ấy nó có một cái yếu điểm. Đó là chưa bao giờ chúng ta ưu ái với cái thị trường ở trong nước và đưa ra những cái sản phẩm tốt ở trong nước.
chúng ta chỉ có chăm chăm để đi để lọc những cái quả ngon quả đẹp để gọi là đưa ra nước ngoài và sản xuất ra nước ngoài để bán cho nó có giá. Còn thị trường ở trong nước đây chỉ có ăn hàng đuôi, hàng trột. Còn ở vùng lõi của bọn em đây, em xin phép các cô chú anh chị em, nhiều nhà ấy, cắt được quả loại 1, loại 2 ấy, còn đi mang đi bán, còn không dám ăn. Tại vì quả sầu riêng nó quý lắm. Và tất cả những cái gì mà quy ra được thành tiền mà giá cao thì những cái người nhà vườn chưa dám ăn. Chỉ dám gọi là cả mùa được thử vài quả. Mà em nói thẳng luôn, cái cây sầu riêng này nói thật là để thử nó ấy, thì cũng rén. Rén ngang luôn, chứ không phải là rén dọc. Thì em nói thế là mọi người cũng hiểu rồi. Mọi người xem lại cái bài mà cái clip mà em nói là cái cây sầu riêng ấy, nó có gọi là nhiều thuốc hay không, và theo người ta là nhúng thuốc ăn mới tốt hay là không nhúng thuốc ăn mới tốt, hay là nó ngon hơn hay nó ngọt hơn đấy. Mọi người cứ kéo xuống mọi người xem. Đây là cái hiện tại. Hiện tại và cái sự thực nó tồn tại, chứ không phải là biếm họa hay là ảo tưởng hay là nâng cao cái tầm vóc, là không có. Còn hiện giờ em nói thật mọi người là nhiều người cũng đi mua vườn sầu riêng, nhiều người cũng làm kinh tế về sầu riêng, nhiều, rất rất nhiều người trồng mới. Một ngày có cả hàng nghìn hecta sầu riêng, hàng trăm hecta sầu riêng chứ. Nói thế thôi, cái hàng nghìn thì nó hơi nhiều. Hàng trăm hecta sầu riêng trồng mới. Nhưng mà thật sự như hôm em chia sẻ với mọi người ấy, để trồng được những cái cây sầu riêng ấy, nó sống ấy, đã là khó rồi. Để nó lớn tốt ấy, lại càng khó. Và để khi mà nó tốt rồi ấy, bắt được nhịp rồi ấy, mà nó to như những cái cây này này, đến lúc làm trái ấy, thì nó lại càng khó nha. Cái này không ai vỗ ngực xưng tên được, bảo là tôi là vua, tôi là trùm, tôi làm khơi khơi là tôi cũng có ăn. Đấy, phải có những cái người phải 3-40 năm, người ta kinh nghiệm, người ta cũng nói rồi. Thời tiết đối với cây sầu riêng nó quyết định rất nhiều, và cái sự may mắn. Đấy, nhiều người điều phân điều thuốc, ví dụ người ta quen rồi, người ta điều phân điều thuốc, ví dụ như là năm nay người ta làm cả chục năm rồi, người ta cứ điều phân điều thuốc như thế. Nhưng mà ví dụ như là năm nay này, đấy, nắng nóng cực độ này, khô hạn này, điều đi, điều phân điều thuốc đi, điều kiểu gì, ông trời ông đã không cho ăn thì có mà cố nữa, cố mãi chả ăn nổi. Ở trên thì nóng như một cái chảo rang, ở dưới thì bụp cho nó nước, cây nào chịu nổi. Cây thì biết là nó sống bằng gốc bằng rễ, nhưng mà không có ngọn ấy, không có những cái đầu ra ấy, không có những cái tay, cái chi, cái cành ấy, thì làm sao sống được. Không có những cái lá là quang hợp, làm sao sống được, đúng không ạ? Đấy, nhiều các cô chú anh chị em thì mọi người mới ấy, mọi người hỏi ấy, thì em cũng chịu khó, rất chịu khó trả lời. Nhưng mà còn rất nhiều những các cô chú anh chị em gọi là mọi người vẫn cố chấp ấy. Đấy. Và em cũng chia sẻ là có một anh tên là Hoàng, anh ấy gọi là không tin, gọi là từ anh ấy hỏi em từ cái đầu năm rồi, em cũng tư vấn cũng từ từ dẫn, phải tìm được cái người nào mà nó ok đấy để cùng đi cùng anh xem dãy sầu riêng để mua. Và anh ấy mua một cái dãy sầu riêng năm thứ sáu, bước lên năm thứ 7, năm nay anh ấy thu, mọi người biết không, trong đó có 300 cây sầu riêng mà năm thứ 7 là đã thu bói xong rồi và bước vào cái thời gian lực để cái cây nó thu nhiều. Nhưng mà năm nay mọi người biết anh ấy được bao nhiêu, 300 cây sầu riêng thì phải trồng phải hơn một mẫu. Thì mọi người biết là anh ấy thu được bao nhiêu tấn? Anh thu được đúng 1,6 tấn. Tại vì sao thế ạ? Anh ấy thuê 100% kỹ thuật luôn, kể cả kỹ sư. Kỹ sư anh ấy cho ăn lương 8 triệu một tháng, chỉ xuống vườn khoảng tầm vài ba lần. Còn bón phân, bón đồ thì anh ấy thuê người. Vợ chồng anh ấy thì xuống một tháng xuống khoảng tầm 2 lần thăm. Đấy, 300 cây sầu riêng đang thu lực năm thứ 7. Đấy, năm thứ 7 rưỡi mà thu được có đúng 1,6 tấn. 1,6 tấn, 1,8 tấn. Thì mọi người thấy chua xót không? Đấy, đấy là cái cảnh đi thuê người đấy. Vừa mất tiền phân thuốc, vừa mất tiền thuê, vừa mất tiền kỹ sư, kỹ thuật. Đấy, rồi là còn mất tiền oan luôn. Mà anh ấy bảo bây giờ là cái vườn của anh ấy sơ xác luôn, không ra đâu vào mấy đâu luôn. Đấy. Rồi bảo tư vấn là cứu, tư vấn rửa vườn. Thì thật sự cái tư vấn cứu và tư vấn rửa vườn này thì em chưa có đủ cái level để tư vấn cho anh. Đấy. Nó rất là khó đấy, chứ không phải là đùa đâu. Đó, rồi.
lan man với mọi người về cái cây sầu riêng một xíu, để cho mọi người cũng gọi là các cô chú anh chị em nào đang trồng đang chăm thì mọi người cứ vững tin lên đấy. Mọi người có đất mà, nếu mọi người muốn theo đuổi thì mọi người phải theo đuổi đến cùng đấy, đã yêu thì phải yêu đến tận cùng, chứ đừng có mà thấy người ta nói thế nọ, thấy người ta nói thế kia là mình có những cái tâm trí nó dao động, rồi là có những cái sự suy nghĩ đấy, đừng có suy nghĩ nhiều đấy. Chồng là chồng, chăm là chăm, chúng ta cứ làm tốt những cái nhiệm vụ của mình. Còn em cũng nên khuyên mọi người nhé, phải có, nếu mà ai mà có ý thức, ví dụ mọi người thì thuê cũng được, nhưng mà cần phải có người nhà ghép phối vào để người ta trông coi, trông nom và đi làm cùng thì nó sẽ rất dễ hay hơn. Còn mà để thuê 100% thì thật sự thất bại là cái chuyện bình thường. Đấy. Người ta cũng gọi là làm cho xong ngày xong buổi, làm để lấy tiền lấy công. Đấy. Còn công cán thì ở tùy mỗi địa phương nó sẽ có những cái công cán khác nhau, chứ không phải là chỗ nào nó cũng công cao đâu. Đấy. Chỗ em đây thì làm cỏ thì khoảng tầm 300 350. Còn mà làm phát cỏ ấy, chủ bỏ xăng dầu nhớt. Đấy, người ta mang máy đi người ta phát thì ngày 400 450. Đấy, có chỗ đòi 450 nhưng mà đa số là 400. Đấy, rồi là xịt thuốc sâu thì tầm 6 đến 800. Có chỗ nếu mà tán ví dụ như của em đây thì người ta chỉ lấy khoảng tầm 500 thôi. Đấy, tại vì là cây của em nó thoáng, người ta xịt nó nhanh và dễ. Còn những cái như bên này này, kín tán rồi này. Đấy, thì người ta sẽ lấy khoảng tầm 800 đến 1 triệu đấy. Đấy, càng cây to, càng cao, càng độ khó. Và người ta ở bên trong người ta không hít thở được, và người ta luôn luôn bị thuốc dội vào người, thì người ta phải lấy giá tiền khác nhá. Đấy, còn cái chỗ của em đây thì nó gọi là cái cây ti ti ấy. Đấy, cây ti ti cho teo thế này thì người ta xịt tí là người ta xong, và người ta có thể né được thuốc. Đấy, nó cây nó không có vồ vập vào lẫn nhau. Đây, như mấy cái cây này thì nó kín hết rồi. Đấy, nó có rãnh riếc gì đâu, kín hết rồi. Đấy, thì người ta cứ đứng trong đấy người ta xịt thì là dính thuốc sâu vào người, ướt đẫm người thì là cái chuyện bình thường nhá. Đấy. Người ta đi làm cũng bằng mồ hôi, nước mắt và đánh đổi cả cái tính mạng của mình ấy, chứ không phải là đùa đâu. Các cô chú anh chị em nào mà chưa đi xịt thuốc thì chưa biết đâu, đi xịt thuốc xong rồi về váng hết cả đầu. Em đây thế thôi, cây con là em rảnh rảnh hai vợ chồng, không thì một mình em quất. Đấy, tự túc. Nhưng mà đến lúc mà cây mà nó to bằng từng này này thì tất nhiên là phải có người, chứ không có người là không được, không có người không chịu được đâu. Cây to như cây bưởi này này, ví dụ cây sầu riêng ấy, to như cây bưởi này là phải thuê người gấp. Đấy, chứ không không thể đùa được đâu, tính mạng của mình mà. Nói chung là hít vài ba năm hay chục năm nó chưa sao đâu, nhưng mà khi mà đến 20 năm 30 năm nó quật lại một cái thì sống chả được bao lâu. Đó, thì cái đó là em cũng chia sẻ với các cô chú anh chị em. Đấy, mọi người nào đang làm thì mọi người cứ làm thôi, có đất là làm. Đấy, nhưng mà mọi người cũng phải căn chỉnh cái kinh tế, tại vì cái cây sầu riêng này nó ngốn kinh tế rất là nhiều. Đấy, chúng ta cứ tính tiền ăn, tiền uống, sinh hoạt gia đình, rồi là tiền đầu tư vào vườn, rồi chúng ta phải có những cái công việc ở bên ngoài kiếm thêm thế nọ thế kia nữa. Đấy, thì nó mới ổn định được. Chứ không thể nào mà cứ ở nhà xong rồi vay tiền, xong rồi ăn, xong rồi chi tiêu gia đình, xong rồi đầu tư vào vườn sầu riêng là các cô chú anh chị em đến lúc thu sầu riêng là mọi người toi mạng luôn. Em nói thật, mọi người toi mạng luôn chứ không phải đùa đâu. Tại vì đầu tư ở mức độ cây sầu riêng nó không phải là ít đâu. Ai mà muốn cây sầu riêng nó phản ánh đích thực luôn. Nhà nào mà đầu tư ít là cây nó nhìn nó buồn lắm. Nhà nào đầu tư nhiều, nhà giàu đầu tư nhiều phân thuốc xịt, xịt toàn cái loại mà xịt xịt gọi là cứ chai nhôm rồi là các kiểu ấy, là nhìn cây nó khác lắm. Đấy, còn nhà nào mà xịt những cái loại thuốc gói, thuốc bột, ba cái loại ba linh tinh, ba lăng nhăng gọi là rẻ tiền ấy, thì nhìn cây nó cũng khác ngay à. Đấy, bón phân rẻ tiền phát là nó cũng khác à. Bón phân đắt tiền cái nó cũng khác à. Đấy, cái cây sầu riêng là thế. Nói đây không phải bỏ để khó để mọi người rút lui đâu, nhưng mà nó khó thật. Đấy. Rồi, làm nhảm với các cô chú anh chị em vậy nhá. Đấy, em cũng anh nông dân mới tập tành, chia sẻ với các cô chú anh chị em. Có lời nào không ok thì mọi người bỏ qua cho nhá. Xin chào và gặp lại các cô chú anh chị em. Chúc toàn thể mọi người có những cái cây trồng nó thật là tốt và viên mãn nhá.